Con người ta đều có số phận khác nhau. Có người sinh ra đã không may mắn, quanh năm phải chịu cảnh nợ nần, trả mãi chẳng thấy hết. Có người vì làm ăn thua lỗ mà mắc cảnh nợ nần. Có người vì ham hư vinh mà nợ nần không trả. Nhìn chung, hoàn cảnh nào cũng có. Người có chí thì tìm cách vượt qua, người tuyệt vọng thì tìm đến đường chết. Nhưng tự tử có phải là cách để giải quyết cho vấn đề hay không? Có nên tự tử để thoát nợ? Có một câu chuyện cổ Phật gia thế này. Ở Ấn Độ thời xưa, có một người đàn bà thuộc dòng dõi Bà La Môn tên là Đề Phi. Gia đình bà xưa nay vốn rất giàu có, nô tỳ nuôi trong nhà cũng có đến cả trăm người. Nhưng từ khi chồng bà qua đời thì cuộc sống trở nên khốn đốn bấp bênh. Thật không phải dễ dàng gì cho một quả phụ mà gia cảnh đang lúc suy tàn lại phải đảm đương mọi chi phí trong nhà. Nào ăn, nào mặc, rồi tiền nuôi gia nhân, vườn tược, chuồng trại, ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác. Cái họa túng bần quanh năm đeo bám bà. Thực ra, để giảm bớt gánh nặng tiền bạc, bà có thể giải tán một phần gia nhân đông đảo và giữ lại một số ít người để làm việc trong nhà. Nhưng quả phụ này cho rằng danh dự là điều quan trọng nhất, thể diện là cần thiết nhất. Vì thế bà nhất quyết không chịu giải quyết vấn đề bằng cách ấy. Vì cái hư vinh mà bà thà chết chứ không chịu mất mặt. Bà nghe nói rằng nếu kiếp này càng đau khổ thì kiếp sau sẽ càng hạnh phúc. Bà cho rằng không nỗi đau khổ nào bằng nỗi đau khi chết cháy. Bà quyết định tự thiêu. Đề Phi toan tính rằng làm như thế bà sẽ có ba điều thuận lợi. Thứ nhất là bà đánh đổi cái đau đớn ấy để lấy một kiếp sau sung sướng. Thứ hai là khi chết rồi bà sẽ không phải mệt mỏi đối phó với chuyện kiếm tiền, lo chi phí trong nhà nữa. Và cuối cùng, chết để cầu đạo là một cái chết rất vinh dự, thể diện của bà sẽ được giữ toàn vẹn. Tuy Đề Phi kín đáo không nói cho ai hay, nhưng Tôn giả Biện Tài, một đệ tử của Đức Phật Thích Ca, lại đoán biết được tất cả. Tôn giả đến nói với Đề Phi rằng bà không đảm nhiệm nổi mọi chi phí trong nhà nên mới muốn chết bằng cách tự thiêu, có phải vậy không? Nhưng làm như thế bà cũng không thoát được trách nhiệm, trái lại càng làm cho nghiệp chướng tăng lên. Ác nghiệp của kiếp trước chưa trả xong mà đã chết đi thì kiếp sau cũng sẽ phải trả một lần nữa. Bà tự đốt cháy thân cũng là tạo tội. Bà phải biết tự thiêu là một hành động tự sát, và tự sát chính là đại tội. Con người có thể từng làm điều xấu, nhưng duy chỉ có con người mới được phép tu hành. Trong các kiếp luân hồi, khó lắm thay mới được thân người. Thế mà bà không biết, quý tiếc, chỉ vì hư danh mà đi tự sát. Bà có biết các tội nhân trong địa ngục A Tỳ đêm ngày bị đốt cháy, suốt một ngày trời chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cứ thế mà bị thiêu đốt mấy chục ngàn năm mới có thể trừ tội. Còn bà bây giờ chỉ tự đốt có một lần mà mong trừ tội thì làm sao được? Đề Phi nghe Tôn giả nói tựa như người đang ngủ mê, chợt bừng tỉnh. Bà định hỏi Tôn giả một câu thì dường như Tôn giả đọc được điều bà đang nghĩ. Ngài nói tiếp, bà muốn hóa giải tội nghiệp cũng không phải là chuyện khó. Tất cả mọi việc đều do tâm sinh khởi. Vì tâm của bà chất chứa những niệm ác, bản thân bà hay làm điều ác, do đó mà tích nghiệp chướng. Chỉ còn cách là một lòng làm việc thiện, ôm giữ thiện niệm, biết tôn kính thần Phật. Làm như thế không những có thể diệt trừ nghiệp chướng mà kiếp sau cũng sẽ được phúc báo. Đề Phi nghe xong rất vui mừng. Bà liền triệu tập tất cả quyến thuộc nô tỳ trong nhà đến và thỉnh giáo Tôn giả. Bạch Tôn giả, được Ngài khai thị và giáo hóa, chúng con rất cảm kích. Kính xin Tôn giả dạy cho chúng con làm cách nào để tiêu trừ nghiệp lực và được giải thoát. Tôn giả Biện Tài nói, nếu muốn diệt tội thì trước hết phải tìm căn nguyên của tội lỗi. Tất cả các tội lỗi đều do danh, lợi và tình mà ra. Vì thế bây giờ bà phải tu dứt những chấp trước vào những thứ này. Nói rồi Tôn giả giảng cho bà Đề Vi
cùng mọi người nghe ý nghĩa của việc tu luyện. Ngài dạy cho họ phải làm sao để buông bỏ những chấp trước, hóa giải nghiệp lực, làm sao để tích đức, làm sao để phát tâm từ bi. Từ đó về sau, bà Đề Vi chăm chỉ phụng hành theo lời dạy của Phật, phát nguyện tu dứt danh lợi tình để giải thoát tự thân. Bà khuyên bảo mọi người làm việc thiện, khuyên mọi người bước trên con đường tu hành để thoát khỏi khổ đau. Về sau, bà chứng đắc được quả vị thánh. Tâm ham danh xưa nay có thể khiến con người ta từ chỗ tỉnh táo, minh triết trở thành kẻ tham vọng, hồ đồ chỉ trong nháy mắt. Danh lợi như ngọn đuốc đang cháy, kẻ hám danh thì tựa như con thiêu thân, vì khát khao tỏa sáng mà bất chấp lao vào chẳng chút đắn đo. Kỳ thực, con người làm việc tốt hay xấu đều có thiện ác báo ứng. Nợ người nhất định phải hoàn trả, nợ bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Nếu chủ nợ cho vay nặng lãi, đã nhận đủ số nợ rồi, vẫn muốn nhận nhiều hơn, dùng ép con nợ đến đường cùng, thì bằng như lại mắc nợ người đó, hơn nữa còn tạo thêm nghiệp chướng. Theo Phật gia nhìn nhận, mọi khổ đau trên đời đều có nhân quả của nó. Kiếp này nghèo khó nợ nần, âu cũng là nhân của kiếp trước. Không nên vì thế mà nghĩ quẩn, từ bỏ xác thịt của mình. Nếu có thể đối mặt, chịu khó sửa lỗi lầm, thì nhất định trời cao sẽ không tuyệt đường.